Có một điểm rất là đặc biệt là trên đó có rất là nhiều trò chơi. Wow. Nên chị mới rủ anh Tiểu Thúy đi theo để kiếm nhà tài trợ. Đi đường nào vô ta? Đây là lần đầu tiên chị đến cái chỗ này, nó không hay sang. Tiểu Thúy thấy như này là nó hợp với cái tòa nhà này chưa? Đến nơi, độ cao hiện tại là 370m, 369,65m. Và tầng này là tầng 79. Bây giờ thì chị sẽ đi vào bên trong luôn. Hôm trước á, là hình như chị mới lên có tầng 60 mấy thôi đúng không anh Tiểu Thúy? Đúng vậy. Còn đây là tầng 79, cao lên cả 10 tầng luôn đó. Đây là hai phần nước đã vào trong combo vé của chị đấy. Một phần là táo và một phần là dưa hấu. Ơi, chị quên mất đâu là táo đâu là dưa hấu của anh Tiểu Thúi rồi. Hả? Chị phải uống thử mới được. What? Đây là táo, còn đây là dưa hấu. Táo của anh, dưa hấu của em. Hai cái nước này không được ngon cho lắm. Cũng may là chị có mang theo nước dự phòng. Hả? Trà sữa lo thamin. Wow. Cái này là cái chai mới mà chị vừa mới sưu tập được luôn đó các em. Đổ tem dưới nắp chai là sẽ được cái chai này. Bình giữ nhiệt. Hơi bị xịn, hơi bị đỉnh. Wow. Đúng thật, trà sữa lo thang minh vẫn là ngon nhất. Ngồi uống trà sữa lo thang minh ngắm toàn thành phố, đúng là đỉnh luôn các em ạ. Lúc này á thì chị cảm thấy rằng tất cả những tòa nhà cao ở phía dưới thì đều thấp. Đó, các em thấy thành phố chưa? Thành phố Hồ Chí Minh xinh đẹp của chúng ta. Nhìn từ trên cao xuống, đúng là tuyệt vời luôn. Em có biết kia là quận mấy không? Ở kia hả? À, quận 2. Không phải quận 2. Đúng là quận 2 rồi đó. Quận 2, vậy là em đoán màu mà cũng trúng. Đúng rồi, khu đấy là cái khu có rất là nhiều biệt thự á. À, góc kia là biệt thự đúng không? Vậy. Ồ, anh Tiểu Thúy ơi, ở kia anh nhìn thấy mỏm đất tròn tròn giống như kiểu là cái đảo vậy. À, đấy là hình như là Bình Quới thì phải. Bình Quới à? Đúng rồi. Ồ, nó giống như kiểu là một cái đảo nằm ngay giữa thành phố Hồ Chí Minh, xung quanh là nước luôn đó. Wow, phía bên này hình như là quận 7. Ngày xưa khi mà học đại học thì chị đã từng ở quận 7 đó. À, không phải. Khu kia vẫn là Thủ Thiêm, còn xa xa kia mới là quận 7. Wow. Quận 7 nhiều tòa nhà cao tầng thế nhỉ? À, đúng rồi. Ở quận 7 có một khu tên là khu Phú Mỹ Hưng, khá là xịn sò. Ngày xưa thì chị cũng đã từng đến đấy một lần rồi đó. Em này dễ thương quá. Hình như em này là biểu tượng của cái tòa nhà này luôn đó các em. Dễ thương ơi là dễ thương, nhưng mà đứng ở đây chụp hình thì nó lại bị ngược sáng mất, mất cả đẹp. Chị sẽ đặt tên em này là em Mây. Đố các em biết tại sao chị lại đặt tên như thế?
đặt mây này. Anh Tiểu Thúy nói là đầu của bạn ấy hình đám mây. Úi, ở đây đi đến chỗ này là hết luôn rồi. What? Bên kia thì chắc chắn là quận Bình Thạnh rồi. Mà phải công nhận là ở thành phố Hồ Chí Minh nhiều nhà thật luôn đó các em. Đâu đâu cũng thấy nhà. Góc kia toàn là nhà không thôi. À, còn kia là đường tàu metro kìa các em. Chỗ này là đoạn ở trên cao. Đi đến chỗ quận nhất thì nó sẽ chui xuống dưới hầm. Bạn nào ở thành phố Hồ Chí Minh thì chắc chắn cũng biết rồi. Chị thấy là cái đường tàu này xây hơi bị lâu. Cái hồi mà chị mới lên đây học đại học là nó bắt đầu xây là năm 2010 á. Và bây giờ đã là năm 2023 rồi. Hả? Vậy là nó đã xây được mười mấy năm rồi đó. Không biết là các bạn ở thành phố Hồ Chí Minh có nhìn thấy nhà của mình trong video của chị không nhỉ? Nếu mà thấy thì cũng thật là kỳ diệu đấy. Mà chị thấy cái chỗ cong cong này ngắm đúng đỉnh luôn các em à. Còn bên kia là quận nhất kìa, chị khẳng định 100% luôn. Bởi vì ở đó nhìn rất là hiện đại, toàn là nhà cao tầng. Lúc này thì chúng ta có thể nhìn thấy tòa nhà 68 tầng. Bây giờ trông nó thật là lùn. Đúng là lên trên này thì chị mới thấy mở mang tầm mắt. Công nhận thành phố Hồ Chí Minh rộng thật. Không biết trên này thì có cái gì đây. Mà đi có vẻ cao quá. Hình như ở chỗ này không có thang máy luôn thì phải. Chúng ta sẽ phải đi bộ từ tầng 79 lên đến tầng 81. Hoang mang quá. Ui, tự nhiên chị cảm thấy lo lắng. Bởi vì bây giờ chỉ còn một mình chị và anh Tiểu Thúy. Lúc nãy thì đông người chị đỡ lo hơn. À, trên này có chỗ để xe bóng nhầm. Chào em. Hôm nay đến đây á, chị gặp toàn người quen của chị thôi. Ở trong đây thì có cái ống nhòm. Ủa, đứng lên đây xem nữa. Đứng lên đây thì nó lại thấp quá, mình phải nhòm kiểu này. Mà đứng xuống đây thì áo phải phải nhòm cái này. Tại chị đứng sai thôi. Đây, mình sẽ nhòm vào đây. Anh Thiểu Thúy ơi, ở trong đây nhìn đã lắm. Không biết làm thế nào để mình có thể quay cho các em thấy là Đây là bầu trời những đám mây nhá. Nhìn thấy rõ không? Đó, cuối cùng mình cũng đã nhìn được vào ống nhòm này các em. Đó, em thấy chưa? Hơi bị to luôn đó các em. Các em đã thấy chưa? Đây, trong ống nhòm mình sẽ nhìn này. Bây giờ chị Thơ lại đưa ống nhòm lên cao để nhìn mây, nhìn trời đấy nào. Chị sẽ đưa một cách từ từ thôi. Ui, nó dần dần nó bị mờ. Mờ. Ừ, không thấy gì à, rồi. Không thấy được đâu, chỉ có chị mới thấy mây rất là đẹp luôn đó. Có điều là các em xem ít thôi nhá. Xem nhiều không quen là bị chóng mặt như chị đó. Tự nhiên thấy như chóng mặt ngang à. Các em ơi, kia là cầu kính. Chị nghe nói rằng đã đến đây thì phải đi lên cầu kính thì mới biết được cái cảm giác chúng ta ở độ cao 81 là như thế nào. Nên là chị quyết tâm sẽ đi thử. Ngày trước thì chị cũng đã đi cầu kính ở Sapa rồi. Chị không hề sợ. Lần này cũng như vậy. Đi thôi. Ơ, đeo này hả? Cảm ơn em. Chị hồi hộp quá em ơi. À, chị vừa đi chị vừa giữ dây với em. Ừ, ok em. Ôi không sợ đâu, ở dưới này này mình đâu có nhìn thấy ấy đâu anh Tiểu Thúy. Cái này không sợ, không đáng sợ, không sợ đâu nhá. Anh Tiểu Thúy đừng sợ. Đừng sợ nhá. Cái này mình nhìn thấy dưới sàn ở đây mà anh Tiểu Thúy. Đâu có gì đâu để mà sợ đúng không? Sao mặt em sợ vậy? Mặt em quéo hết vào vậy. Anh Tiểu Thúy ơi, ở đây hình như nhìn nguy hiểm lắm á. Ui giời ơi, nó còn rung rinh nữa. Chị buồn ói quá. Các em ơi, chị mắc ói. Không sợ. Chị cũng không sợ đâu. Tiểu Thúy nhanh mình đi xuống đi. Nhanh lên anh Tiểu Thúy. Ủa đang vui mà. Không vui. Sợ quá, sợ chết mất đi. Sợ thật đấy các
ghê mà. Không phải là sợ giả vờ đâu. Ở trên đấy mà có gió là chị sẽ sợ hoảng hồn mất. Không có gió mà nó đã rung ra rung rinh rồi. Nếu mà có gió chắc là chị sẽ không thể nào đáp đục xuống dưới đây luôn á. Đi mãi từ tầng 79 lên đến tầng 81 thì người ta mới thiết kế được cho chị một cái background chụp hình khá là xịn sò. Lúc này đứng ở đây thì chị cảm thấy rằng mình rất là cao. Mình cao đến mấy chục tầng luôn á. Đó, anh chị ở dưới biết là vì sao. Bởi vì đây, đó, chị cao gần bằng cái tòa nhà này luôn. Ghê không anh chị thối. Chỗ này chill chưa này, tạ dáng như thế này thì cũng đúng là chill luôn. Ở đây chúng ta còn được chơi trò chơi này. Trò chơi này là chị rất là thích và chị cũng chơi thử một vài lần rồi nhưng mà ở những chỗ khác. Cái này gọi là chơi 3D, 4D, 5D gì nói chung là cũng rất là ảo luôn. Thực tế ảo. Và ngày hôm nay chỗ này thì chị có một trò liên quan đến độ cao. Đó chính là trò nhảy dù. Chị chưa bao giờ được nhảy dù hết. Hy vọng rằng chị sẽ thích cái cảm giác này. Không sợ hả? Dạ. Chỉ là vui thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Em đứng ở dưới đây giúp em. Đây hả? Mình chỉ ấn hai cái nút này thôi chị. À. Dạ vâng. Mở mắt ra đúng không em? Dạ. Chị có thấy gì không? Chị thấy một cái màn hình. Sao mà chị hồi hộp quá vậy em? Bây giờ chị bấm nút chưa em? Dạ chưa chị. Chưa hả? Khi nào em nói bấm chị mới bấm hả em? Dạ vâng. Sao mà lâu thế nhỉ? Rồi được rồi. Được rồi đúng rồi. Đúng rồi. Ôi giời ơi, em ơi, giống như kiểu là rớt cái máy vậy. Cái gì rồi? Không. Thấy rồi. Em ơi, nếu mà chị sợ quá là chị bỏ cái này ra hả em? Chị đang ấn rồi. Trèo tường hả em? Sao mà chị thấy nó là trao đảo như thật vậy em? Bắn súng hả? Cứu tôi trời ơi. Có một trải nghiệm khá là thú vị tại tòa nhà cao nhất thành phố Hồ Chí Minh. Chị thấy rằng nơi này cũng là một nơi đáng đến. Khi mà đến đây thì chị sẽ được ngắm toàn bộ thành phố. Tuy nhiên nếu mà bảo là có đến lại hay không thì một lần là đủ rồi, bởi vì giá vé khá là mắc. Còn nếu như các em cũng muốn khám phá thành phố Hồ Chí Minh mà có điều kiện thì một lần hãy đến đây để xem thử nhé. Còn bây giờ video của chị đến đây là kết thúc. Bye bye các em và hẹn gặp lại các em trong những video sau. Còn đây là hình của chị này các em. Hồi hộp quá đi thôi. À, đây là cái hình mà lúc đầu chụp ấy đúng không? Đúng thế. Nó ghi dấu là mình đã lên cái tòa nhà cao nhất ở đây đó. Ê, vậy đưa ra coi em nào. Hồi hộp quá. Đây, có vẻ rất là xịn sò, người ta chuẩn bị rất là kỹ lưỡng. Nào là có cái gói bên ngoài, xong lại còn gói bên trong giống như kiểu một cuốn album luôn á. Đây xem nào, đâu đâu mở ra xem đi. Hồi hộp quá. Xem nào. Anh tưởng nó phải thần thánh ghê gớm thế nào cơ. Nhưng nó cũng thật mà. Nhưng nó cũng hết sức thật đấy chứ đúng không? Đúng là Photoshop đỉnh chóp. Không phải Photoshop thì cầu
là chơi. Nhìn thật lắm á. Nhưng mà công nhận là... Ủa, nó... lúc đấy em chụp ở trên tòa nhà mà tại sao bây giờ em lại chụp ở dưới vậy? Cũng được mà anh để tôi cứ cười hoài à. Không dám cầm về luôn á, phải cầm về không biết để ở đâu luôn á. May mà anh không chụp.